Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 3 tháng 5 năm 2020. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Thành ở tại thị trấn Cẩm Khê. Đây, trước mặt quý vị là không gian nhà của bác Thành ở thị trấn Cẩm Khê đây. Và hôm nay chúng tôi có đến và bàn giao cho gia đình một bộ bàn ghế phòng khách hàng siêu VIP bằng chất liệu gỗ hương đá đây. Thì bây giờ tôi sẽ vào bên trong và quay chi tiết cái bộ bàn ghế chúng tôi bàn giao cho bác. Đây, ngoài không gian vườn của gia đình quý vị thấy rất là đẹp. Có không gian nhà rất đẹp quý vị nhé, mọi người tham khảo cái mẫu nhà này. Mẫu nhà lần rất là đẹp. Thì bộ bàn ghế chúng tôi là bàn giao bên trong này cho gia đình đây. Không gian phòng khách nhà chú Thành ở tại trên Cẩm Khê nhé, rất là đẹp. Đây là một bộ bàn ghế phòng khách Âu Á bao gồm 10 món chất liệu gỗ hương đá chúng tôi vừa bàn giao gia đình đây. Đây, toàn bộ là sản phẩm là hàng VIP chú Thửa, hàng dày dặn và có thông số kích thước là hơn những hàng thông thường rất là nhiều. Không gian phòng khách rất là đẹp, đẹp quá vào nhà đẹp hẳn lên nhỉ. Đây, tôi là hai chiếc đỏ dài, chiếc kính ngắm. Toàn bộ sản phẩm là phần khuôn tranh là dày 4 phân, ván dày 2 phân. Và vách là dày 2 phân rưỡi quý vị nhé. Vách dày 2 phân rưỡi đục thủ công bằng tay. Rất là sắc nét. Toàn bộ phần xương là dày 7 phân, cũng như là liền hết. Rất là giá trị, vân gỗ hương đá tự nhiên. Không gian nhà rất là đẹp. Bên này là ba chiếc ghế ngắn đây, ba chiếc ghế nhỏ. Bộ này 10 món, phòng khách rất là rộng. Bên này là quay không gian phòng bếp cho quý vị xem. Để mọi người có nhu cầu thì xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 806. Website đồ gỗ Tùng Tám.com. Phần mặt bàn như là mặt bàn là một lá liền tấm và dày độ 2 phân. Quần tranh 4 phân. Chú ơi, chú đang chắc ở Lào Cai, xe biển Lào Cai mà. Biển Lào Cai. Hôm nay cho bàn giao gia đình cái bộ sản phẩm này, chú cho xin cái ý kiến về chất lượng hàng hóa thế nào chú nhỉ? Vâng. Nói chung là đóng thì rất là tốt. Kích thước thì theo đúng yêu cầu. Chú rất là chất lượng gỗ ghét thì đẹp. Chú hài lòng bộ sản phẩm nhỉ? Rất hài lòng. Cho mặt sửa và cảm ơn chú nhé. Cảm ơn nhá. Đây là toàn bộ không gian nhà của chú Thành nhé, tại thị trấn Cẩm Khê. Mọi người yêu thích thì hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thể xem thêm nha, những sản phẩm khác cũng như là những ngôi nhà khác mà chúng tôi bàn giao cho khách hàng. Không gian nhà rất là đẹp. Rồi, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại trong những video clip khác.